Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 12 tháng 12 năm 2022, giá đầu tuần ổn định. Giá lúa tươi hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với cuối tuần trước. Theo các thương lái, hôm nay nguồn lúa về ổn định, các kho mua đều, giá lúa neo ở mức cao. Tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 7.850 đến 8.000 đồng, nếp An Giang 7.000 đến 7.200, OM 380 6.200 đến 6.300, IR 50404 6.400 đến 6.600, Nàng Qua 9 6.900 đến 7.200, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng, OM 5451 6.400 đến 6.600, OM 18 6.700 đến 7.000 đồng, nếp An Giang khô 8.400 đến 8.600, nếp Long An khô 9.000 đến 9.200. Tại Sóc Trăng, OM 380 5.900 đến 6.000 đồng, Đài Thơm 8 6.600 đến 6.800, lúa IR 50404 6.000 đến 6.100, VNR 20 6.000 đến 6.100, OM 4900 6.100 đến 6.300, OM 5451 6.500 đến 6.700, OM 18 6.700 đến 6.900, lúa Tài Nguyên 6.500 đến 6.700, RVT 6.800 đến 7.100, lúa ST 24 7.000 đến 7.500, lúa ST 25 7.400 đến 7.700. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 50404 giá 6.100 đến 6.400, Đài Thơm 8 6.600 đến 6.800, OM 5451 giá 6.600 đến 6.800, OM 18 giá 6.700 đến 7.000 đồng. Tại Cần Thơ, OM 380 giá 6.100 đến 6.300, IR 50404 6.100 đến 6.400, Nàng Qua 9 6.800 đến 7.200, Đài Thơm 8 6.600 đến 6.800, OM 5451 giá 6.600 đến 6.800, OM 18 6.700 đến 7.000 đồng, Jasmine 7.800 đến 7.900. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.100 đến 6.300, IR 50404 6.100 đến 6.300, Đài Thơm 8 6.700 đến 6.900, OM 5451 6.600 đến 6.800, OM 18 6.700 đến 7.000, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 6.000 đến 6.400, OM 380 6.100 đến 6.200, Đài Thơm 8 6.500 đến 6.800, OM 5451 6.500 đến 6.800, OM 18 6.700 đến 7.000, Nàng Qua 6.800 đến 7.200, lúa DS1 7.100 đến 7.300. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100, IR 50404 6.000 đến 6.400, Đài Thơm 8 6.500 đến 6.800, OM 5451 6.300 đến 6.800, OM 18 giá 6.700 đến 7.000, lúa ST 24 ST 25 7.500 đến 7.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video và có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm nha. Xin kính chào.